Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Công an đang điều tra, một công chức địa chính xã Cửa Dương đã đến Công an đầu thú về tội nhận hối lộ. Công chức địa chính đó là ông Đoàn Thanh Tuấn, 39 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, đã đầu thú thừa nhận hành vi nhận hối lộ của mình. Ông Tuấn được phân công phụ trách kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Cửa Dương. Năm 2021-2022, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHD, công ty LHD thuê người san lấp mặt bằng, làm đường bê tông trên các thửa đất nông nghiệp để phân lô bán nền trái phép tại khu dự án K8, dự án ma không có thật. Đồng thời, đại diện công ty LHD đã gặp Tuấn và đưa 50 triệu đồng để nhờ làm ngơ bỏ qua các vi phạm. Nhận tiền, Tuấn đã làm ngơ bỏ qua một số vi phạm của công ty LHD để phân lô bán nền trái phép. Sau khi đến công an đầu thú khai nhận sự việc, Tuấn đã nộp số tiền 50 triệu đồng đã nhận hối lộ, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phú Quốc đã bắt tạm giam Đặng Văn Lĩnh, sinh năm 1985, Lê Minh Điệp, sinh năm 1991, cùng nơi thường trú xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, và Đặng Văn Hùng, sinh năm 1981, thường trú xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 11 năm 2021, Điệp cùng với Lĩnh Hùng đã mở công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHD với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản do Điệp làm giám đốc, Lĩnh và Hùng là thành viên đặt ở Phú Quốc. Từ năm 2021 đến năm 2022, các đối tượng đặt cọc mua đất của nhiều người tại xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn, đồng thời lấn chiếm thêm đất suối, đất rừng đặc dụng, rồi tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, kéo đường điện trái phép trên các thửa đất. Sau đó thuê người làm bản vẽ sơ đồ, phân lô trên giấy. Các đối tượng đặt tên dự án là khu dân cư K8, khu dân cư Cửa Cạn đều là dự án ma để chào bán nền với hình thức lập vi bằng nhằm thu lợi bất chính. Toàn bộ quá trình có sự phân công vai trò cụ thể của từng người. Khi phân lô bán nền thì các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng quyền sử dụng đất cho người khác. Các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Qua công tác điều tra còn xác định tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và năm 2022 có biến động số dư nợ với tổng số tiền là trên 1.000 tỷ đồng. Nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất. Ngày 27 tháng 4, Công an thành phố Phú Quốc đã bắt khẩn cấp ông Du Việt Thanh, sinh năm 1980, thường trú phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn về hành vi nhận hối lộ. Theo kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra ở thành phố Phú Quốc, cơ quan điều tra xác định ông Du Việt Thanh đã nhận hối lộ một xe ô tô và hơn 5 tỷ đồng tiền mặt để làm ngơ cho các đối tượng phân lô bán đất rừng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của người dân ở Phú Quốc giai đoạn 2021-2022. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Ngày 2 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An, 60 tuổi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Phạm Minh An bị khởi tố do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu. Liên quan đến gói thầu số 25, ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố bị can bắt tạm giam ông Trần Mạnh Hải, 47 tuổi, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Đỗ Hữu Hải, 38 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Xây dựng Sơn Hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Hành vi sai phạm của ông Trần Mạnh Hải và ông Đỗ Hữu Hải có liên quan việc đấu thầu trang thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Vũng Tàu từ năm 2021, gói thầu số 25. Khi đó, ông Hải đang là chuyên viên. Đến tháng 8 năm 2023, ông Hải được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng kế hoạch tài chính. Liên quan đến việc đấu thầu trang thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Vũng Tàu, ngày 23 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Trường, 56 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tuấn Anh, 40 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tạ Thiên Ân, và Lê Hữu Lễ, 49 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào ngày 12 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra gói thầu số 25 xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư việc mua sắm trang thiết bị y tế. Dự án xây dựng Bệnh viện Vũng Tàu khởi công từ giữa năm 2017 có hai gói thầu chính là xây lắp và mua sắm trang thiết bị y tế. Ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được giao là chủ đầu tư phần xây lắp. Còn Sở Y tế được giao làm chủ đầu tư việc mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Vũng Tàu theo quyết định ban hành vào tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế là hơn 460 tỷ đồng. Đến tháng 6 năm 2021, Sở Y tế có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 25 là thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình. Đơn vị trúng thầu là Công ty Y Dược phẩm Vimedimex với giá gần 38 tỷ đồng. Quá trình đầu tư mua sắm xây dựng đã xảy ra trùng lắp một phần trong đầu tư phòng mổ tại Bệnh viện Vũng Tàu. Ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng xong phần cơ bản, khung sườn của 5 phòng mổ vô khuẩn với tổng kinh phí hơn 16,1 tỷ đồng. Việc làm 5 phòng mổ này được thực hiện theo quyết định từ năm 2017 và đã bàn giao vào tháng 6 năm 2021. Đến tháng 12 năm 2021, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho tháo dỡ phần khung sườn, xây dựng cơ bản của một trong 5 phòng mổ nói trên để lắp đặt và làm lại theo chuẩn phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình. Đến ngày 27 tháng 2 năm 2022, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành quyết định về việc cấp tài sản là trang thiết bị y tế chuyên dùng gói thầu số 25 thiết bị phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu. Qua điều tra, công an xác định các đối tượng đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 18 tỷ đồng. Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex đã nộp lại số tiền hơn 683 triệu đồng trục lợi từ việc tham gia gói thầu. Huỳnh Tuấn Anh nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.